trong gia đình, anh chị em ruột là những người có duyên phận đặc biệt trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Đây cũng là mối quan hệ ràng buộc thân thuộc nhất sau cha mẹ và cũng là những người làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn. Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ. Bố mẹ sống khôn thác thiên phù hộ cho hai chị em con nha. Trang, em đi đâu vậy? Em đi đâu đó? Hôm nay là giỗ bố mẹ mà. Chị phiền thế nhỉ? Honey, em đây. Em đợi anh lâu chưa? Nắng chết người ta rồi đây này. Đi thôi anh. Trang, dừng lại. Chị không cho em đi đâu hết. Bỏ em ra. Đi đi anh. Con bé này, bừa bộn thế không biết. Muộn rồi mà mãi sao chưa thấy Trang về. Không biết con bé có làm sao không nữa. Trang, em về rồi đấy hả? Uống đi, 100%. Trang, sao em lại? Thôi, đừng quậy nữa. Em sao thế này? Người toàn mùi rượu, sao lại uống đến nông nỗi này cơ chứ? Bao nhiêu lâu thì ta mới nhậu một lần? Vô! Thật là hết nói nổi. Cố dậy uống cốc nước cho tỉnh nào. Không uống. May quá, bà ấy không để ý, chuồn thôi. Trang, đứng lại. Em đi đâu vậy? Chị hỏi em đi đâu? Đứng lại cho chị. Chị đang hỏi em đấy. Em đi đâu kệ em. Honey à, anh tới ngay nha. Chị nói em thế nào hả? Tránh ra. Ôi trời. Tiền. Tiền của mình. Nhà chỉ có hai chị em, chắc chắn là Trang lấy rồi. Con bé hư đốn này. Quẩy lên. Tay đâu, tay đâu nào. Hết đêm nay em sẽ thuộc về ta. Mời em. Cảm ơn anh. 100% nhé. Trang, ra đây với chị, nhanh lên. Còn ranh ở đâu phá đám vậy, chết đi. Bỏ tay em ra. Chị đến đây làm gì? Em lấy tiền trong ví của chị đúng không? Có vài đồng mà chị cũng phải làm ầm lên vậy hả? Mà em trả cho chị kỳ bò vừa thôi. Với em mà còn tiếc tiền, chị kêu y như bố mẹ vậy. Em không được xúc phạm bố mẹ. Chị dám đánh tôi. Trang, chị Bác sĩ à, rốt cuộc là tôi bị bệnh gì vậy bác sĩ? Chị bình tĩnh, mời chị xem kết quả. Chị có một khối u trong não, bây giờ nó đã di căn chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Không, không thể như thế được. Chị cố gắng lên. Bác sĩ ơi, bệnh tình của tôi liệu có chữa được không ạ? Cũng rất khó nói, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức trong khả năng có thể. Chị cứ yên tâm, theo pháp đồ điều trị của chúng tôi sẽ kéo dài thời gian cho chị. Chị chịu đau một chút nhé. Khối u đã di căn, ung thư giai đoạn cuối, thời gian còn rất ít. Anh à, tối nay qua đón em nha, vẫn ở quán hôm nọ nhé. Lại uống rượu, con bé này. Trang.
Thôi không, không thể để con bé thấy được. Bà già khó tính, hôm nay làm sao thế nhỉ? Thời gian còn lại của mình không nhiều, mình phải giấu không cho Trang biết. Con bé không có mình sẽ sống sao đây? Tiền đây rồi. Cái gì kia? Trời ơi, cái gì thế này? Chị Hiền, sao chị lại... Đưa đây, trả cho chị. Không có gì đâu. Chị... Là chị phải không? Sao chị giấu em? Chị thật ra là... Chị nói thật cho em biết đi. Có phải chị bị bệnh không? Hả? Nói đi. Ừ thì đúng là chị bị bệnh. Tại sao bây giờ chị mới nói cho em biết? Em có phải là em gái chị không? Trời ơi, em phải làm sao đây? Sao em thấy có lỗi thế này? Ông trời ơi, sao ông bất công với chị của con như vậy? Sao người bị bệnh không phải là con? Thời tiết hôm nay đẹp quá chị ha. Chắc chắn chị Hiền sẽ thích lắm đây. Chị ơi, em tặng chị nè. Cảm ơn em gái. Mình quyết định rồi, mình sẽ hy sinh mái tóc này. Chị Hiền sẽ thích lắm đây. Đẹp quá, chị Hiền sẽ vui lắm. Chị ơi, em có món quà tặng chị nè, chị xem có đẹp không? Chị cảm ơn. Chị gái em xinh quá đi mất, từ giờ không phải trùm khăn nữa nhé. Ơ kìa, tóc của em, có phải em đã... Không sao đâu, em chỉ xin để tóc nào chả xinh. Chị cảm ơn em. Chị em mình đến bệnh viện đã, đi thôi. Cố gắng lên chị nhé. Em biết chị gái của em mạnh mẽ, sẽ không sao đâu. Bố mẹ ơi, hãy phù hộ cho chị con nhé. Trang ơi. Sao vậy chị? Chị khát nước quá, em đi mua nước cho chị nha. Nước à? Vâng, chị đợi em tí, em đi mua đây. Mình không thể gắng gượng được nữa rồi. Trang ơi, tạm biệt em. Nước đây rồi chị ơi, em mang nước về rồi này. Chị ơi, chị uống nước đi. Chị ngủ đây à? Chị ơi, chị đừng đùa em như vậy chứ. Tỉnh lại đi chị ơi, chị không phải dậy đi dạo với em nữa mà. Ngày nào chị em mình cũng đi vài vòng công viên, mày đã đi được nửa vòng nào đâu chứ chị ơi. Chị ơi, em biết sống sao bây giờ? Bố mẹ đã bỏ rơi chị em mình, em còn mỗi mình chị là người thân duy nhất trên thế gian này, mà bây giờ chị cũng bỏ lại em. Em phải sống sao đây chị ơi? Khi ở bên cạnh nhau, chúng ta quên nói những lời yêu thương, quên đi sự trân trọng, để rồi khi mất đi mới chợt nhận ra những thứ mình từng coi là tầm thường lại ý nghĩa vô cùng. Lúc ấy hối hận, muốn sửa chữa lại chẳng thể được nữa. Mọi chuyện cũng chỉ còn là hai chữ: giá như. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn